học sinh, sinh viên thân mến, du học Pháp hiện nay đang được coi là một trong những lựa chọn tốt nhất cho các bạn trẻ. Với những ưu điểm như là hệ thống giáo dục, đào tạo ngành nghề đa dạng, bằng cấp có giá trị quốc tế, Pháp đang thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên các nước. Và hãy nhanh tay đăng ký một lớp học tiếng Pháp cơ bản ngay đi nào. Nếu đã học qua tiếng Anh thì việc học tiếng Pháp sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Học tốt tiếng Pháp, bạn sẽ dễ dàng học các ngôn ngữ khác, đặc biệt là tiếng Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha. Tiếng Pháp là ngôn ngữ của nhiều tổ chức quốc tế. Thành thạo tiếng Pháp là điều cần thiết cho bất cứ ai đang nhắm đến một vị trí trong bất kỳ tổ chức quốc tế nào. Và tiếng Pháp là ngôn ngữ của nghệ thuật. Nếu bạn là một người đam mê nghệ thuật thì bạn không thể nào bỏ qua tiếng Pháp. Với cách dẫn dắt rõ ràng, hệ thống của giảng viên trong khóa, qua khóa học tiếng Pháp cơ bản của Trung tâm Hợp tác Giáo dục Phát triển Quốc tế, bạn sẽ nắm được: thứ nhất, những cách chào hỏi thông dụng; thứ hai, cách sử dụng và chia động từ; thứ ba, một số từ ngữ thông dụng về đồ vật, màu sắc, số đếm; thứ tư là cách sử dụng mạo từ cơ bản. Khi đã hoàn tất khóa học tiếng Pháp cơ bản, bạn có thể học thêm khóa nâng cao để nâng cao khả năng giao tiếp và sử dụng ngữ pháp của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với chúng tôi, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Trung tâm Phát triển Hợp tác Giáo dục Quốc tế, điện thoại 1900 6670, email hoptacgiaoduocquocte@gmail.com, hotline 0936 890 955. Chúc các bạn học tiếng Pháp thật vui vẻ nhé!